Chào mừng các bạn đã đến với bản tin bóng đá tối 17:30 trên kênh Bình luận viên Anh Quân News. Như mọi ngày, chúng ta sẽ tiếp tục với những câu chuyện bóng đá diễn ra trong 24 giờ qua. Từ diễn biến bên lề các trận đấu cho tới những phát biểu thú vị hay những chuyển động hấp dẫn khác của giới túc cầu. Hãy cùng bắt đầu với những câu chuyện chính ở bản tin tối này. Tiền vệ trẻ Jude Bellingham của Borussia Dortmund đang nổi lên như một trong những cái tên hot nhất trên thị trường chuyển nhượng vào lúc này. Tài năng trẻ người Anh lọt vào tầm ngắm của rất nhiều ông lớn châu Âu như Liverpool, Manchester United, Manchester City và Chelsea. Tuy nhiên, tất cả những đại gia nước Anh kể trên đều không phải là lựa chọn ưu tiên của Bellingham. Theo tờ Marca, điểm đến yêu thích nhất của tiền vệ trẻ này là Real Madrid. Những nhà đương kim vô địch La Liga cũng rất muốn có Bellingham và đang nhắm đưa về sao trẻ người Anh ở mùa hè năm sau. Manchester United cũng đã bắt đầu nhắm cho mình những mục tiêu tiềm năng ở các kỳ chuyển nhượng tiếp theo. Nhà báo uy tín Gianluca Di Marzio vừa tiết lộ một mục tiêu bất ngờ của đội bóng thành Manchester, đó là trung vệ Kim Min-ji của Napoli. Trung vệ người Hàn Quốc đang có khởi đầu đầy ấn tượng tại đội bóng nước Ý và nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của nhiều đội bóng lớn. Trong hợp đồng của cầu thủ này có điều khoản giải phóng trị giá 50 triệu euro sẽ có hiệu lực vào mùa hè năm sau. Man United có thể hài lòng với cặp trung vệ Lisandro Martinez và Rafael Varane, nhưng hai cái tên còn lại là Harry Maguire và Victor Lindelof thì lại không nhận được sự tin tưởng của huấn luyện viên trưởng. Sau rất nhiều lùm xùm trong mùa hè vừa qua, cuối cùng thì Barcelona và tiền đạo Ousmane Dembele đã tìm được tiếng nói chung trên bàn đàm phán để ký vào một bản hợp đồng mới. Tuy nhiên, rất có thể hai bên sẽ chia tay với nhau ngay sau mùa giải năm nay khép lại. Tờ L'Equipe mới đây đã tiết lộ về một chi tiết bất ngờ trong hợp đồng của Dembele, đó là điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 50 triệu euro sẽ có hiệu lực vào mùa hè năm sau. Chelsea được cho là một trong những ông lớn đang để mắt đến tình hình của tiền đạo người Pháp. Bayern Munich đang trải qua phong độ nghèo nàn tại Bundesliga với chuỗi 4 trận không biết mùi chiến thắng. Không chỉ gặp vấn đề về phong độ trên sân mà sóng gió diễn ra trong phòng thay đồ của Hùng Xám. Nhiều nguồn tin cho biết các ngôi sao trong đội hình Bayern đang tỏ thái độ không hài lòng với huấn luyện viên Julian Nagelsmann. Phóng viên Florian Plettenberg của Sky Sport thậm chí còn tiết lộ nhiều cầu thủ mong muốn vị trí lực gia người Đức thay đổi chiến thuật của mình. Sơ đồ 4-2-2-2 mà Nagelsmann đã áp dụng không nhận được sự ủng hộ của nhiều ngôi sao trong đội hình của Bayern Munich. Không chỉ có Sergio Busquets hay Ousmane Dembele, Barcelona có thể sẽ phải chia tay thêm một công thần vào cuối mùa giải năm nay, đó là trung vệ Gerard Piqué. Theo tiết lộ từ tờ Mundo Deportivo, trong hợp đồng của Piqué có điều khoản cho phép Barca chấm dứt sớm hợp đồng vào mùa hè 2023 nếu như trung vệ người Tây Ban Nha không ra sân ít nhất 35% số trận ở mùa giải năm nay. Blaugrana đã có sẵn phương án để thay thế ngôi sao 35 tuổi, đó là trung vệ Inigo Martinez của Athletic Bilbao. Đây là cái tên mà huấn luyện viên Xavi rất yêu thích. Trong khi nhiều đội bóng khác chịu ảnh hưởng của virus FIFA thì Real Madrid lại đón chào sự trở lại của các trụ cột. Theo tờ Marca, tiền đạo Karim Benzema và hậu vệ Lucas Vazquez sẽ trở lại sau đợt tập trung đội tuyển quốc gia. Cả hai cầu thủ này đều sẵn sàng ra sân trong trận đấu với Osasuna tại La Liga. Real Madrid đã không có được sự phục vụ của Benzema trong khoảng một tháng qua khi cầu thủ này gặp vấn đề về cơ bắp. Sự trở lại của ngôi sao người Pháp sau 3 trận vắng mặt chắc chắn sẽ khiến cho huấn luyện viên Carlo Ancelotti bớt đau đầu về bài toán hàng công. Siêu sao Lionel Messi và Barcelona đã có màn chia tay chưa trọn vẹn vào mùa hè năm ngoái. Nhưng kể từ thời điểm đó tới nay, đội bóng xứ Catalan vẫn đang nuôi mộng mang em Puga trở về. Theo tiết lộ từ nhà báo Sergio González, chủ tịch Juan Laporta và Messi đã có những cuộc trò chuyện qua điện thoại trong tuần này để bàn về một cuộc tái ngộ giữa hai bên. Trong cuộc điện thoại này, Laporta đã nói lời xin lỗi với Messi và giải thích những điều mà ông chưa làm được trong lần trước. Messi đáp lại rằng hiện tại anh chỉ nghĩ đến World Cup. Sau khi giải đấu này khép lại, El Puga sẽ xem xét những lựa chọn của mình. Theo tiết lộ từ nhà báo David Ornstein của tờ The Athletic, trung vệ Harry Maguire sẽ ra sân ngay từ đầu cho đội tuyển Anh trong trận đấu với đội tuyển Italia vào đêm nay. Mặc dù trung vệ 29 tuổi đang trải qua quãng thời gian khó khăn tại câu lạc bộ Manchester United với việc thường xuyên phải làm bạn với băng ghế dự bị, nhưng tại đội tuyển Anh, Maguire lại là một trong những sự lựa chọn hàng đầu của huấn luyện viên Gareth Southgate. Phát biểu trong cuộc họp báo trước trận đấu, nhà cầm quân 52 tuổi nói: "Maguire là một cầu thủ quan trọng đối với chúng tôi. Chúng ta cần phải ủng hộ những cầu thủ tốt nhất của mình. Cậu ấy hiểu rằng cậu ấy đang thi đấu trong một đội bóng lớn và một mức phí chuyển nhượng kỷ lục mang trên tay tấm băng đội trưởng. Tôi nghĩ đó là lý do vì sao cậu ấy luôn là tâm điểm của sự chú ý. Maguire luôn tập trung vào việc tập luyện mỗi ngày và tìm đường trở lại đội hình chính. Trong bối cảnh cầu thủ mà tôi lựa chọn có những người mà bạn có thể cho rằng người này không thể có nhiều thời gian cùng với nhau bởi họ là một tập thể đã gắn bó lâu dài, vì vậy tôi vẫn sẽ trao cơ hội cho họ." Việc không thể giành tấm vé tham dự kỳ World Cup thứ 2 liên tiếp là một thất bại vô cùng lớn đối với bóng đá Italia,
Vì vậy, nhiều ngôi sao trong đội hình của Azzurri đã nhận về rất nhiều chỉ trích, trong đó có tiền đạo Ciro Immobile vì phong độ ghi bàn kém cỏi. Chia sẻ về áp lực trong màu áo đội tuyển quốc gia, tôi tự hỏi bản thân mỗi ngày tại sao tôi luôn thi đấu tệ trong màu áo thiên thành. Có lẽ ở Lazio tôi mới được phép sai lầm nhiều hơn, còn ở đây thì áp lực lớn hơn nhiều và vài sai lầm sẽ khiến bạn gặp rắc rối. Tôi đã giành danh hiệu vua phá lưới tại Serie A 4 lần, nhưng trong màu áo đội tuyển tôi luôn gặp khó khăn. Immobile thậm chí khẳng định anh đã nghiêm túc nghĩ đến việc từ giã đội hình của đội tuyển quốc gia. Nỗi thất vọng khi không được tham dự World Cup khiến tôi tự vấn bản thân rất nhiều, nhưng khi trở lại thi đấu tại Lazio tôi nhận ra rằng tôi vẫn còn khát khao với màu áo này. Nó đại diện cho giấc mơ của tất cả mọi cầu thủ Italia đang chơi bóng. Miễn là đội tuyển còn cần tôi thì tôi sẽ luôn ở đây. Tôi cảm thấy mình là một thủ lĩnh trong phòng thay đồ và tôi thấy mình có trách nhiệm làm được điều gì đó cho Azzurri. Kể cả khi tuổi tác tăng lên, nếu như vẫn duy trì được thể trạng thì tôi vẫn muốn tiếp tục cống hiến. Tôi muốn cùng đội tuyển Italia tham dự World Cup 2026. Đó là một trong những mục tiêu của tôi. Tại Premier League mùa giải năm nay, Tottenham Hotspur của huấn luyện viên Antonio Conte đang nổi lên như một trong những ứng viên cho chức vô địch với đội hình đang thi đấu rất vào form ở thời điểm hiện tại. Tiền vệ Rodri của Man City cũng đồng tình với ý kiến này. Anh chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với tờ Gazzetta dello Sport. Spurs đã xây dựng được một đội hình rất tuyệt vời. Họ có một huấn luyện viên với triết lý rõ ràng và biết cách truyền đạt chúng một cách hoàn hảo. Rõ ràng họ biết mình phải làm gì và họ đã làm điều đó với độ chính xác tuyệt đối. Tôi cho rằng Spurs là một trong những ứng cử viên cho chức vô địch năm nay. Sự nghiệp của Conte là minh chứng không thể rõ ràng hơn cho đẳng cấp của ông ấy. Tiền đạo Alvaro Morata đang có khởi đầu không tệ tại Atletico Madrid ở mùa giải năm nay khi anh đã đá chính trong gần như mọi trận đấu từ đầu mùa và cũng đã có được cho mình 3 bàn thắng. Mặc dù vậy, chân sút người Tây Ban Nha tiết lộ anh từng ở rất gần với việc gia nhập Barcelona cách đây ít tháng. Chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với tờ Cadena Ser, Morata nói: "Đó là sự thật. Đã có những sự quan tâm tới từ Barcelona. Xavi đã gọi điện cho tôi. Tôi đã có 4 hoặc 5 cơ hội để gia nhập Barca, nhưng Allegri đã ngăn cản điều đó. Ông ấy nói rằng: tôi muốn cậu ở lại, tôi muốn cậu thi đấu cùng với Vlahovic. Ông ấy đã cố thử nghiệm tôi ở cánh trái và tôi đã chơi ở vị trí đó. Nhưng rồi, Juve không thể đạt được thỏa thuận với Atletico Madrid, vậy nên tôi lại quay trở lại đây." Vào ngày hôm qua, Premier League đã công bố các ứng viên cho danh hiệu cá nhân trong tháng 9 vừa qua. 6 cái tên sẽ cạnh tranh cho danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất tháng 9 là các tiền vệ Philip Berling của Bournemouth, Kevin De Bruyne của Manchester City, Pierre Minhoibert của Tottenham Hotspur, Alex Iwobi của Everton, Jacob Ramsey của Aston Villa và tiền đạo Marcus Rashford của Manchester United. Trong khi đó, 3 huấn luyện viên Antonio Conte của Tottenham Hotspur, Gary O'Neill của Bournemouth và Erik ten Hag của Manchester United sẽ cùng cạnh tranh với nhau cho danh hiệu huấn luyện viên xuất sắc nhất tháng 9. Đến đây, bản tin chiều xin được khép lại. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng bình luận viên Anh Quân News. Xin chào và hẹn gặp lại. Ronaldo đến Lisbon ở tuổi 12 vì anh không muốn bất cứ điều gì khác. Anh đã tự chọn con đường sự nghiệp cho riêng mình và bắt đầu thế giới của người trưởng thành sớm hơn so với hầu hết bạn bè đồng trang lứa. Và cũng vì thế, dường như anh đã bỏ qua khoảng thời gian vô tư, tự do để trải nghiệm. Eriksson giải thích, từ độ tuổi 12 trở đi, chúng ta bắt đầu khám phá ra rằng mọi thứ đều có giá và hoàn cảnh thực tại là một phần trong nhân cách của chúng ta, đặc biệt với những ai đã trải qua sự đói khổ cho dù ở mức độ nào.